now turn up. Rồi, chào các bạn đến với kênh Aaron nha. Rồi giờ xét mấy rồi trời? Giờ là xét 2. Xét 2 bên đây là đội Mexico nè, nhân Mexico học Việt Anh dưới gần cầu số 3. Vậy là không phải nha. Tem Việt Anh đây chứ không phải tem Mexico. Nhân nói không phải tem Mexico. Rồi bên kia là thắng Mắt Kiến. Bên kia là đội thắng Mắt Kiến Thọ Lé. Dưới nhóc nhỏ dưới ai cầu cầu phải gà lạ đánh tốt lắm. Trời ơi, thắng nó quýnh có 1 mét à. Một đều. Quá khéo rồi. Trẻ mà biết bỏ lỗ vậy là sau này là thành tài. 2-1. Không phải gì anh. Rồi. Rụng tại mâm. Quá trời bên đây Việt Anh chắn tốt quá. Việt Anh với cầu số 3 chắn tốt quá. Trời ơi, Việt Anh giữ tầm nó quýnh tốt quá. Rụng tiếp tục rồi. Bên kia là bên kia vỗ tường không à. Bốn một. Quá trời phát, quá phát rồi. Ba năm nãy đếm lộn điểm. Quá hay rồi, quá hay cho chị hai bên đây rồi. Sáu ba. Rồi quá hay cho Nhân này. 7-3. Trời ơi, cho mình thắng nó đóng xuống rồi kìa. 4-7. Quá trời, tầm quá cao, bật tốt quá và tốt rồi. Tám bốn ghét nửa đường. Quá khéo cho Nhân này.
quá tốt cho cầu bên kia. Trời ơi, vậy anh nó giữ tay quýnh quá vậy, quýnh rồi. Quýnh ra ngoài. Quá trời, gấp thú không thành công. Trời ơi, quýnh ra ngoài luôn. Quá sung rồi. Trời ơi, nhảy đứa nào nấy nhảy kìa. Trẻ nhảy ai nấy ngực lên không à. Điểm mấy mấy vậy ta? Chín tám. Chín đều. Không chín. Gác 4-5 điểm luôn mà để bên kia đeo đều luôn. Không đều, không đều. Trời ơi, Việt Anh nó nhảy lên quá cao. Giữ tầm quá tốt cho thắng kiến, tầm quá cao rồi. Một đều. Đánh bóng ra ngoài. Bên kia gác điểm tiếp tục rồi. Từ đầu tới giờ bên kia mới leo được một điểm, gác được một điểm. Thọ trắng tốt quá, tốt rồi. 3-1. Vô luôn. Wow, thắng mấy kiến ngừng lên phát chết đó luôn. 4-1. Trời ơi, ghét 4-5 trái luôn. Nói chung là hơi tiếc cho bên đây. Điểm 2-4. Ba bốn. Cơ hội cho bên đây. 3-4.
Tại mâm 4 điều. Quá trời này trắng cao quá. Ở này quýnh nhiêu điểm gì vậy? 15 mà. Chơi bành cuối nha các bạn. Chơi bành này hơi hồi hộp rồi nha. Ở bên kia ghét 3 điểm hình như. Ờ đúng rồi 3 điểm luôn. Mà giờ lên 4 điều luôn. Quá căng rồi. Quá hên, quá hay cho thắng Bắc Kiến luôn. Kết thúc xếp anh là 15-14 nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Chào các bạn, bye bye.